Ok, hello anh em. Đúng ra là cái trận này tôi không định quay đâu. Tối về chỉ bật game lên chơi chill chill một trận, gọi là thư giãn, giải trí thôi. Sau một cái ngày làm việc rất là căng thẳng và mệt mỏi, tôi định không quay cho đến khi mà tôi đọc được cái comment này. Đấy. Hay xem video của bạn, nhưng trận này không có video rồi. Thế nên là tôi lại quyết định quay anh em ạ. Và trong cái trận đấu này còn có fan của tôi ở nước ngoài nữa. Một cái người nước ngoài. Và bạn ấy có chia sẻ là bạn ấy đến với con game này, chơi con game này là vì tôi. Đấy. Quá là vinh dự luôn đúng không? Vinh dự, rất là vinh dự. Thế là tôi quyết định là tôi sẽ quay cái video clip trong cái con game này. Đấy, sau khi mà đọc comment thì tôi đã bật máy quay lên để tôi quay rồi. Còn cái ý của top 1 của ta là gì? Bình thường ấy, nếu mà tôi gặp người khác thì tôi rất là dễ để có thể lên clip đấy. Nhưng mà ngày hôm nay quá xui cho tuần cơm rồi, khi mà gặp top 1 của ta, đúng không? Bạn bảo tôi không lên được clip thì tôi lại càng phải lên. Đấy, rồi. Trận này thực ra là cũng không có chuỗi thắng, cũng tiền nó cũng không phải là quá dư giả anh em ạ. Tao 21 mới lên được 8. Đấy, và cũng chưa được 50 tiền. Trong khi đấy các đối thủ thì cũng đang chuẩn bị dục dịch lên 9 rồi. Đấy, cũng 50 tiền hết rồi, chuẩn bị lên 9 hết rồi. Rất nhiều người chơi cung, trong đó có tôi. Nhưng mà tất nhiên là tôi sẽ không chơi cung đâu. Trận này tôi cũng đã có cái hướng đi của tôi rồi. Cung nó chỉ là cái giải pháp tạm thời thôi. Đấy, và cái trận này anh em sẽ thấy là bắt đầu bật cái clip lên là từ round thứ 21. Do là tôi không có chủ đích là tôi trận này tôi quay anh em ạ. Trận này tôi định chiêu chiêu thôi, vào đánh gọi là giải trí thôi. Ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều việc phải làm. Khi mà tôi kết thúc cái công việc của tôi là cũng đã đến cái lúc mà tôi chuẩn bị giờ đi ngủ rồi. Thế là tôi cũng có định là làm clip gì đâu, chỉ là chơi vui thôi. Đấy, nhưng mà thôi, đây nó cũng là một cái duyên, đúng không? Một cái duyên gặp đây. Tôi khẳng định với anh em đây không phải anti mà đây là fan đấy. Thì anh em này chắc là xem tôi nhiều mà anh em có thể anh em chat như thế, anh em nói thế, có thể nói là một cái lời gọi là thử thách, một cái gọi là thách thức đi, thách thức trình độ đi. Đấy. Đúng không? Đây là một cái người yêu quý tôi và muốn là coi như là để xem mà tôi thể hiện như nào trong một cái trận đấu mà có một cái lời thách thức đến từ đối thủ. Đấy. Đối thủ nói rõ ràng là cái clip này chắc là không lên được rồi. Đấy, khi mà gặp tôi, ok, thì tôi sẽ cố gắng nha anh em nhá. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Tất nhiên rồi, sẽ phải cố gắng hết sức để cái video clip này nó sẽ phải được lên nha anh em nhá. Chắc chắn là cái điều đấy. Ok. Và tôi cũng đã biết là tôi phải chơi cái gì rồi anh em ạ. Sau khi mà tôi ngắm nghía các cái đối thủ trong con game này rất là kỹ lưỡng, phân tích các cái đội hình mà đối thủ đang định chơi, cũng như là cái bảng truyền thuyết, thì tôi cũng đã mường tượng ra tôi chơi cái gì rồi. Nhưng mà rất có thể là tôi cũng sẽ chưa chắc đã là chơi cái bộ mà tôi đang mường tượng ra. Có thể bây giờ nó tự nhiên nó rơi ra một con chúa quỷ thì tôi sẽ quay xe anh em nhá. Trận này là có chúa quỷ, chúng ta có thể chơi ngũ long hóa hình rất là ok. Đấy. Và tất nhiên cái bộ đấy bây giờ nó đang là một cái bộ mà siêu lết game nó rất mạnh. Có thể nói là mạnh nhất bây giờ. Khi mà trong những cái trận đấu mà không có mèo 5 đô, không có Khan, thì chắc chắn là cái bộ đấy là mạnh nhất rồi. Còn nếu mà có mèo 5 đô có Khan thì vẫn có cách để có thể ăn được cái bộ đấy. Cái công việc bây giờ của tôi nó là giữ được máu. Đấy. Giữ được máu và có thể lên được level 10. Hiện tại trận này là mặc dù là không có cái chuỗi dài, nhưng mà tôi vẫn đang giữ máu rất là tốt anh em ạ. Hiện tại là đang 88 máu là nhiều nhất rồi. Đấy, cái lượng máu là nhiều nhất. Tiền thì có thể là kém hơn bọn nó một tí, kém hơn một chút, nhưng mà không sao cả. Giữ máu được, sống sót được thì sẽ có đồ và chúng ta sẽ đánh ở đến late game thôi. Trận này cũng rất là đa dạng những cái đội hình nha anh em nhá. Rất là đa dạng luôn đấy. Anh em có thể thấy là từ Hunter này, xong rồi Aegis Seed này. Đấy, xong rồi Greater. Đó, Beat cũng có. Khá đa dạng luôn. Ngoài ra đây nó cũng là một cái trận đấu ở top server, nên là cái tính chất của nó cũng khá là nhanh. Đấy, tốc độ trận đấu nhanh và căng thẳng. Anh em có thể thấy là cái thằng mà nó đang gọi là ít máu nhất ấy, thì nó lại đang có chuỗi là cộng 5. Tức là nó đang là mạnh nhất đấy anh em. Đang là mạnh nhất trong tất cả những cái người ở trên bàn cờ, những cái người đang chơi. Đấy, còn
tôi ấy, thì cái giai đoạn này có thể là nó sẽ thua, có thể sẽ thua mất máu. Bởi vì trận này tôi không lấy được cái lùn, không lấy được cái món đồ lùn, nên là cái bộ Hunter này nó cũng không phát huy được sức mạnh tối đa. Ngoài ra tôi còn bị chấp một cái món đồ xanh lá cây, do là cái tôi đang đầm nó ra được cái búa Sigma, thì cái búa đấy nó đánh nó không có tác dụng với những cái con đánh xa nhiều. Anh em có thể thấy là trận này nó rất đa dạng. Đó, rất đa dạng. Top 1 của ta thì xác định là tương lai là sẽ đánh là Witcher kẹp với cả chúa quỷ đấy anh em. Tôi nhìn thấy là ở dưới hàng chờ cũng như là kho tướng mở rộng đã pick như cái con Witcher rồi. Đấy. Tức là sẽ không đánh Aegis đâu, sẽ không đánh cung Aegis đâu. Ngoài ra anh em cũng có thể thấy là trận này nó có cả Insectoid này, và nó sẽ có cả gì? Nó sẽ có cả 9 phe giờ nữa. Đấy, một cái trận đấu ở mức rank rất cao. Và đây là đang là cái thời điểm mà toàn gặp top server thôi anh em nhá, toàn top server thôi. Nên là người ta chơi, thực ra chúng ta cũng không thể biết được là những cái người đang chơi Hunter, đang chơi Aegis họ sẽ chơi cái gì đâu. Nên nhớ là ở phía dưới ấy, có những cái thằng nó đang xếp bài để counter. Ví dụ như thằng Insectoid là một trong những cái thằng mà nó counter rất mạnh mẽ vào Aegis. Ở phía trên khi mà Insectoid đang đánh cái bộ là mèo heo gấu, Insect là một trong những cái bộ mà counter cực kỳ mạnh mẽ vào bộ Aegis. Aegis gặp là rất sợ, thậm chí là còn bị đẩy full bàn, đẩy rất là nhiều máu, cỡ đâu đấy phải 20-30 máu nếu mà gặp cái bộ Insect ở trong cái giai đoạn này. Thế nên là ở cái thời điểm hiện tại ấy, nó có 4 nhà chơi Hunter với cả Aegis. Nhưng mà thực ra ấy, là ở tương lai ấy, thì không biết được thế nào đâu anh em ạ. Như là tôi cũng là một trong những cái người đang chơi, một trong 4 người đang chơi cái bộ đấy. Nhưng mà tôi chuyển sang đỏ late game. Đấy, và họ ấy, họ cũng sẽ chuyển sang một cái lineup gì đấy mà chúng ta bây giờ chúng ta chưa biết được anh em nhá. Ok, vậy là có dấu ấn thần thánh sẽ là gót đỏ thôi. Gót đỏ. Như này đi. Áp dần lên thôi anh em ạ. Áp dần lên thôi. Không cần phải là dí thẳng phát lên 9 đâu. Thứ nhất là bây giờ còn nhiều máu này. Thứ hai là gì? Bây giờ có con gấu 2 sao ấy. Bây giờ tôi áp lên 9 thì tôi cũng chỉ vứt một con đỏ vào. Nó cũng chưa đủ 4 đỏ. Phải lên 10 mới đủ cơ. Chứ mà bây giờ không vứt cái con gấu 2 sao ấy đâu. Cứ để đấy đã. Máu thì bây giờ còn khá nhiều. Hiện tại là còn tới tận là 80 máu cơ. Anh em có thể thấy là bây giờ tới tận round 26 rồi. Tức là bước vào late game rồi. Mà vẫn chưa có ai ra đi cả. Anh em thấy không? Căng thẳng chưa? Đấy, cái thằng mà sắp chết nó là cái thằng 15 máu cơ. Chứ không phải là thằng 7 máu đâu. Thằng 7 máu ấy đang có chuỗi cộng 6. Thằng 15 máu bây giờ đang xả hết tiền rồi. Tức là cũng sẽ mạnh thôi. Đấy, gặp ngay top 1 của ta này. Đấy, tầm này là bắt đầu là cho Aegis vào đúng không? Ok. Chắc chắn là sẽ lên 10 sớm thôi. Level 9 50 tiền anh em ạ. Đấy, đã có một nhà ra đi rồi. Level 9 50 tiền. Round 29 nó sẽ lên 10 với cái lượng tiền nó rơi vào đâu đấy khoảng 50, 40 đến 50 tiền. Rất là thoải mái luôn. Với một cái lượng tiền nhiều như thế thì cái việc mà chuyển sang ngũ long nó cũng sẽ là cái điều đơn giản thôi. Lượng máu 48 máu khá nhiều. Ok, tôi bây giờ tôi vẫn đang 80 máu, giữ máu rất tốt. Và tôi cũng sẽ như thế, tôi cũng sẽ lên dần lên 10 anh em ạ. Tôi cũng chưa việc gì tôi phải vội vàng tôi up lên 10 cả. Lên dần lên 10 khi mà chúng ta có khoảng 50 tiền ấy. À ui, thằng có chuỗi đi rồi này, anh em thấy chưa, căng thẳng chưa. Cái thằng có chuỗi nó đã bị đẩy chết bởi cái thằng Nhật Bản chơi Insectoid anh em ạ. 9 phe giờ mà gặp Insectoid vẫn bay màu. Trong khi còn đang có chuỗi đấy nhá. Căng thẳng nha. Cái bộ Insectoid bây giờ nó đi nhà nào, nhà đấy nó sẽ phải mất khoảng 20-30 máu. Cái tầm này Insectoid rất khỏe rồi. Mèo heo gấu rất mạnh. Kẹp si vét vào nữa. Hai con gấu, hai con mèo. Insectoid. Bây giờ thằng nào mà chơi Aegis là thằng đấy rất sợ luôn. Rất là sợ khi mà gặp Insect. Đây là round 27 và ôi mẹ ơi.
Gladiator Phong Vũ cũng đã lên được 3 sao. Toàn siêu nhân thôi anh em ạ. Chắc chắn là thua rồi. Mất nhiều máu luôn á. Sợ phết. Rất căng thẳng anh em nhá. Rất là căng thẳng luôn đấy. Round 27 là Gladiator lên được Phong Vũ 3. Rất khỏe. Trong khi đấy anh em thấy là có hai thằng lên 10 rồi. Cũng có hai thằng lên 10 rồi. Insectoid chúng ta cũng chưa gặp đâu. Round sau mà gặp Insectoid sẽ bị đẩy rất nhiều máu ấy nhá. Round này gặp Insectoid này, nguy hiểm này. Vẫn còn hai thằng 9 Aegisith 6 cung. 9 Aegisith 9 Aegisith 3 cung đúng không? Up lên level 10 hết rồi. Round này tôi sẽ gặp cái thằng Insectoid đây. Chưa gặp đâu. Round 28 rồi. Ba cái mặt lạ điên liệu giúp tôi giữ được máu không? Căng thẳng phết đấy anh em ạ. Cố lút round này thôi. Round sau là 29 là lên 10. 29 tròn tiền lên 10 rồi. Cố nào. Round sau mà tôi lên 10 ấy, thì tôi vẫn còn khoảng 30 tiền để roll. Nhưng mà tôi sẽ không roll đâu. Tôi sẽ đợi đến round 31. Khi mà lên được ra 31 thì có khoảng 50 tiền. 50 tiền roll nó thoải mái hơn. Ra này hy vọng là không mất nhiều máu. À ui. Vậy là chúng ta không gặp cái thằng Insectoid anh em ạ. Do là đã có hai người ra đi. Cái vòng lặp này nó đã quay trở lại rồi. Ok, vậy là round này chúng ta sẽ không mất máu. Tốt quá nhỉ. Rồi. Lên 10 luôn anh em nhá. Lên 10 bỏ 4 đỏ vào. Giữ máu cái đã. Lượng máu bây giờ là gần 70 máu đấy anh em ạ. 70% đấy. Rất là ok đúng không? Đánh giữ máu rất tốt luôn. Bỏ cái này đi. Chuyển sang đỏ round sau thôi. Round này là round cuối cùng mà tôi chơi Hunter. Round sau tôi sẽ chuyển hết sang đỏ. Bây giờ tôi đổi đồ cam thôi anh em ạ. Sẽ là cái món đồ cam đầu tiên ở round thứ 29. Hy vọng nó sẽ là gậy xanh. Exit này, 9 con. Đây rồi. Đổi sang được gậy xanh là yên tâm rồi. Đánh gót là được rồi. Trận này có rớt anh em ạ. Thì nữa là tôi sẽ dồn đồ cho con rớt thôi. Đã có thêm người ra đi này. Ok. Đội hình này chưa đủ 6 đỏ. Phải vứt con gấu đi à. Không biết có đẹp một quái không. Ở đây cái con đát này tương đương với đát 2 sao. Tôi nghĩ là đẹp được quái thôi. Có đát là đẹp được rồi. Thả skill hơi chậm nhỉ. Hiện tại máu tôi còn nhiều nên cái bộ 6 đỏ này nó vẫn chưa khỏe. Đang cái sức mạnh của nó đang ở giữa. Khi mà chúng ta có 53 máu. Chuỗi ma thuật. Ok, để tôi xem là tôi còn đổi được cái món đồ cam vào nữa không. Rồi.
Không có gì. Ok. Rồi, 4 con này. Tạm thời nó sẽ là thế này đã. Linh hồn ánh sáng được. Ok rồi. Tạm ổn anh em ạ. Như này tạm ổn rồi. Xem nào. 9 Exit này. À không, đây là 6 cung, 6 Exit. Ăn được không? Tôi nghĩ là ăn được rồi. Tầm này khỏe rồi đấy. Ui nhưng mà nó có cái hồi máu cuối anh em ạ. Ấy à, thế thì lại không ăn được. Trầu đấy. Mặc dù Storm Shaman tung trưởng liên tục ấy, nhưng mà cái skill của Storm Shaman nó không gây được nhiều đam lắm. Để nó đánh nó hồi lại máu. Trả tiền mạnh nếu mà không ra gì à? Chán nhỉ. Dù sắp lên được 3 sao này. Rồi thằng Nhật Bản. Thằng này chơi Insectoid thì tôi không ngán đâu. Gặp cái bộ này của tôi ấy, không tung một skill luôn. Storm Shaman nó khóa skill rồi. Nói thằng này đi rồi. Chắc chắn là đi. 11 máu. Insectoid bây giờ chỉ bắt lạt được mấy thằng Exit thôi. Sao mà đánh được với mấy cái bộ đỏ này. Máu trâu rồi lại còn chống skill nữa chứ. Đi rồi. Trận này với cái tinh thần là quyết tâm ở top 1 thì bây giờ tôi đang rất là ok đấy anh em nhá. Nhìn thì thế thôi nhưng mà bây giờ đang 49 máu. Chắc chắn là đến cái giai đoạn solo luôn. Mặc dù trận đấu khá là căng thẳng với rất nhiều những cái đối thủ đáng gườm. Nhưng mà ok, tôi cũng rất là đáng gườm đấy, đừng có coi thường tôi. Căng thẳng chưa? Đấy, top 1 của ta mà tí mà ra đi sớm thì nhớ ở lại xem tôi top 1 nhá. Để xem mà tôi lên cái clip đây này. Ok, sáng soi à, sáng soi, nguy hiểm. Tôi đánh cẩn thận lắm. Ôi từ từ nhá, cái gì đây? Ôi ôi, vai đái ạ. Chúa quỷ 2 sao. Vũ Long hóa hình full 2 sao kìa. Cả rồng ngũ 2 rồi kìa. Chúa quỷ 2 sao có BKB. Ôi thì vãi cứt rồi. Hỏng rồi. Thế thì vô địch rồi. Căng vậy. Sao đang sắp chết rồi lại tự nhiên được khỏe nhỉ. Dã man. Tôi cứ tưởng là sắp đi nhưng mà có phải đâu. Chuyển được sang Vũ Long hóa hình rồi kìa. Thế thì căng đấy. Thế thì thôi từ từ đã anh em. Không thể coi thường ở đối thủ đâu. Bùa này chưa ăn được đâu. Nhưng mà tôi nhận thấy là đối thủ vẫn chưa có cái bùa anh em nhá. Chúng ta có thể chuyển sang cái bộ trộm chó. Hay có cái tên gọi do Tuấn Cơm đặt đấy là Sasori. Điều khiển múa rối anh em nhá. Để xem là liệu rằng chúng ta có thể chuyển sang cái bộ đấy ăn được không. Chúa quỷ 2 sao Ngũ Long hóa hình thì biết là solo với ai lead game ở đây anh em ạ. Chắc chắn rồi. Những cái bộ khác bây giờ là tôm tép thôi. Kể cả cái thằng Erlai top 1 kia. Anh em có thể thấy là mặc dù là 54 máu nhưng mà tôi nghĩ là cũng không thọ lâu đâu.
Gặp Ngũ Long Hóa Hình thì mỗi round đẩy full bàn thì tôi cũng ra đi sớm thôi. Nói chung là bây giờ là xác định luôn mấy thằng Aegisid. Có cái con Bueta là bây giờ phế luôn rồi. Gặp Ngũ Long Hóa Hình nó gạt cho hai gạt thì bay màu toàn bộ đội hình thôi. Không có cửa nào mà dẫy được đâu. Bây giờ cái điều quan trọng là phải lên được con Light Spirit lên 2 sao anh em ạ. Xong chưa? Thằng này tôi đảm bảo với anh em ra đi sớm. Nhìn thì thế thôi, đấy anh em thấy nhá. Đẩy nhiều máu luôn. Con có 36 máu đang đánh chuỗi thua kìa. Gặp Ngũ Long Hóa Hình xác định full bản. Trận này tôi vẫn đang làm việc rất là tốt khi mà bây giờ vẫn đang giữ được 44 máu anh em ạ. Khá là ok luôn đấy. Hy vọng có thể kết liễu được hai thằng kia sớm để bước vào cái giai đoạn solo anh em ạ. Bây giờ chỉ có solo mới phân tài cao thấp sớm thì mới ăn được thôi. Chứ còn để đến siêu late game mà cái con chúa quỷ ấy, nó full đồ cam thì không có cái cửa gì mà gỡ được đâu anh em. Nhất là khi mà đối thủ còn rất nhiều thời gian để mà chuẩn bị đến cái vị trí ở cái lá bùa. Khi mà có lá bùa là gần như là chúng ta là low hope luôn. Không bắt được chúa quỷ là low hope luôn. Đấy. Còn rất nhiều thời gian để đổi cái lá bùa. Hai thằng ra đi là đã loại được ít nhất là 4 cái món đồ rồi. À không phải 4 món đồ, sorry anh em. Ít nhất là loại được 8 món đồ do hai lần random đúng không? Hai lần random vứt đồ đi. Thế nên là kiểu gì nó sẽ lấy được cái bùa sớm hay muộn thôi. Tốt nhất là kết thúc trận đấu sớm. Khó chịu đấy. Đồ này bây giờ vẫn chưa đủ để đổi đồ cam. Cái gậy xanh ở trên người con sờ tôm này thì hiện tại tôi đang đánh giá là nó chưa được hiệu quả. Nhưng mà cái con Light Spirit ấy nó chưa lên được 2 sao nên là tôi tạm thời tôi vẫn để ở trên người con sờ tôm. Và tí nữa nếu mà Light Spirit lên được 2 sao tôi sẽ chuyển sang cho Light Spirit anh em nhé. Bây giờ nó đánh là nó phải dồn sức mạnh là tiêu diệt đối thủ sớm cơ. Rồi thằng này đi rồi, không kịp chuyển sang Ngũ Long Hóa Hình thì đi chắc rồi. Mặc dù là cũng luôn ra là con chú quỷ đấy nhưng mà còn có một máu đó. Sẽ ra đi đâu. Rồi. Phải kết liễu được bọn nó sớm anh em ạ. Thầy rơi bùa luôn này. Hay quá mà nó rơi sang nhà mình. Rồi đổi đồ cam thôi anh em nhé. Gậy hack. Chắc chắn nó sẽ phải lấy gậy hack. Nhiều anh em, rất nhiều anh em sẽ nghĩ là cái việc là đối thủ có cái BKB rồi ấy, thì chúng ta sẽ không lấy cái gậy hack nữa. Nhưng mà như thế nó là sai lầm anh em nhé. Nó có thể là có cái BKB nó chống được cái gậy hack. Nhưng mà nó chỉ chống được ở cái lần đầu tiên hack thôi. Chứ còn đến cái lần thứ hai ấy, cái câu chuyện nó sẽ khác anh em nhé. Cái BKB cooldown nó chậm hơn cái gậy hack rất là nhiều. Nên là ở cái lần thứ hai nó sẽ bị hack. Đấy. Nên là anh em đừng có tiếc một cái món đồ cam rất xịn sò dạo late game. Đó chính là cái gậy hack. Đẩy thằng này đi luôn thì tốt này. Đẩy đi luôn được không? Đúng không? Không được, vẫn phải một round nữa. Đối thủ có BKB đương nhiên là nó sẽ chống được cái gậy hack ở cái lần đầu tiên. Đấy, nhưng mà sau khi mà tắt BKB đi thì ở cái cooldown lần thứ hai ở cái gậy hack ấy, chúng ta sẽ hack được. Và lúc nó bị hack cũng đồng nghĩa việc là nó sẽ đi nha anh em nhá. Nên là đừng có tiếc cái gậy hack. Bây giờ là cái việc của tôi là kiếm con Light Spirit 2 sao. Rất khó chịu. Thực sự rất khó chịu luôn á. Mất khá nhiều máu luôn. 10 máu. Trụ nổi không nhỉ? Đã lúc là phải xả hết tiền để kiếm rồi anh em. Light Spirit 2 sao.
Cố lên. Xả hết tiền không ra gì này. Điêu thật. Swordman lên 3 sao cũng thế thôi. Đây rồi. Hay quá. Bây giờ chúng ta sẽ phải bỏ 2 con ra. Thậm chí là có thể bỏ 3 con cũng được ấy. Bỏ luôn 3 con ra anh em ạ. Ok. Rồi. Căng thẳng vậy, căng thẳng vậy, căng thẳng vậy. Căng thẳng vậy, căng thẳng vậy, căng thẳng vậy. Được không? Cắt chuỗi được không? Hay. Rồi. Ui rồi còn 5 máu ạ, không đi luôn đi. Vãi đái thật. Khó nhỉ. Tôi nhận ra là đối thủ có cái gì. Nó có cái bùa rồi anh em ạ. Có bùa hộ mạng rồi. Không cướp được nữa rồi. Bùa đang ở trên người con chúa quỷ anh em nhá. Khó đấy. Vấn đề bây giờ càng kéo dài thời gian càng thua. Làm nào bây giờ. Lại đến một cái rao quái nữa rồi. Rao quái này thì chắc là lại đổi tiếp thôi. Đổi tiếp bùa hoặc là đổi món đồ cam dồn cho chúa quỷ thì cũng chả sợ bị bắt đâu. Bộ Sasori bây giờ là chỉ bắt được những cái con khác thôi. Không bắt được con rồng, không bắt được chúa quỷ. Chỉ bắt được những cái con như là con Fallen Witcher này. Hay là những cái con khác ở trong cái bộ đấy. Nhưng cái vấn đề là con Fallen Witcher cũng không bắt được. Bắt xong nó hóa phát là thôi, nó lại không bắt được nữa. Nói thế cơ. Tôi đang tính xem là có nên giữ cái bộ này không hay là lại chuyển tiếp một lần nữa. Ok. Đồ này thì bây giờ cũng chả có đổi được nữa rồi. Rồi. Có lẽ là tôi nên để là bắt một con thôi anh em ạ. Bây giờ không bắt được 3 con nữa. Để bắt một con để có 6 đỏ vào. Ok, gặp Exorcist này. Rồi, bắt được con đối thủ. Rất ok. Xong chưa? Thôi thằng này đi đi, thằng này đi đi. Ôi kìa, tôi bảo không đi nhá. Khỏe đấy. Khỏe thật đấy. Yêu thật. Thua này. Ui khỏe thế nhở. Vãi, nó đẩy tôi nhiều máu ấy chứ. 11 máu ạ. May là chúng ta có máu, chúng ta cắn lên đấy. Căng thẳng đấy. Căng thẳng nhờ. Khó chịu thật sự. Làm nào giờ. Tầm này lại thua hết à. Thua cả hai luôn à. Đồ này bây giờ thiếu cái gì nhỉ. Bây giờ tôi nghĩ là có lẽ nó sẽ là một cái bình minh. Đấy. Ơ được không? Được không? Được không? Được không? Không được, vẫn không được. Khó. Khó anh em ạ. Tưởng là được, tưởng chừng là được nhưng mà lại là không. Đẩy 3 con luôn mà. Vãi đái, 2 con tướng phun đồ luôn. Thôi, rồi đi rồi. Tôi vẫn còn 2 máu để cắn lên. Bây giờ chúng ta đổi một cái món đồ tím thôi. Đồ cam bây giờ cũng chả còn cái món gì ngon nữa rồi. Ok. Căng thẳng quá nhờ anh em nhờ. Vớ vẩn thì thua thật đây này. Thua thì nó lại chả có tức clip. Ở top 2 có lên clip không nhỉ? Có lên không? Top 2 tôi nghĩ là tôi sẽ không lên.
Vãi, nó vừa có bùa là vừa có BKB anh em ạ, cay thật. À mà không những có bùa có BKB là còn có cả giáp giáp giải cơ, giáp trừ tà cơ. Đánh cẩn thận đến như thế là cùng, toàn đồ thủ. Thề. Dã man thật sự. Nó phải có một cái gì đấy có thể ăn được chứ. Úi dồi ôi, lên video đi Tuấn Cơm kìa. Bắt đầu đến cái giai đoạn khịa đấy. Vô cùng khó chịu. Vớ vẩn ra rồi đi. Khó chịu vô cùng luôn đấy anh em ạ. Trời chết tôi rồi. À, quả may cần máu kịp hay không là bay màu rồi đấy anh em ạ. Vãi đái. Quả còn có 7 máu, đẩy 8 máu luôn. Bây giờ lọt 2 con là đi. Kiểu gì cũng lọt con rồng. Rất hay không nhỉ? Nhưng mà không có slot cho vào ấy. Căng thẳng thật sự. Tôi nghĩ là không có slot cho con rớt đâu. Tí nữa tôi kẹp cọc vào là hết rồi. Giờ tôi cắn máu lên tôi cũng chỉ được có 7 máu thôi anh em ạ. Tức là lọt một con là đi. À không, lọt vẫn phải hai con. Lọt hai con là đi. Búa bình minh, lấy cái này đi. Ok, rồi. Kẹp cặp vào. Thế thôi anh em ạ. Bắt hai con. Đắt hai à? Chả để làm gì. Quan trọng là con chúa quỷ nó có quá nhiều cái đồ bảo hộ rồi. Có bùa rồi, không bắt được. Được không? Khác biệt không? Có sự khác biệt nào không? Có sự khác biệt nào không? Gậy hack nha, vẫn còn gậy hack nha, vẫn còn gậy hack nha. Có sự khác biệt nào không? Rồi, có không? Có. Chắc chắn là phải có chứ. Quá tuyệt vời anh em ạ, à. Đùa thề. Siêu phẩm lật kèo ở đây chứ còn đâu nữa. Quá căng thẳng và kịch tính. Tôi cứ ngỡ là chúng ta có thể thua rồi nhưng không. Tôi có một cái búa bình minh, một cái cọc. Và cái video clip này nó lại được up lên. Cái gì ấy nhỉ? Trận này không ra được clip rồi à? Ơ? Thế mà nó lại ra được. Thế nó mới hay như lị. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Con quái vật Velomancer với 20k máu anh em nhá. Quá kinh khủng luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi dồn toàn bộ đồ cho con Lich trong cái bộ Aegis God với cái gậy xanh thì nó mạnh cái cỡ như nào anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như ở link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.